Theo ghi nhận của phóng viên, cuối giờ chiều ngày 27 tháng 7, tức là sau 3 ngày, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ nhằm thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại ngõ 75 trên đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, vẫn còn rất nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Dãy vỉa hè biến thành chợ cóc tự phát mà không hề có bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm soát tình hình. Lượng người mua bán vào cuối giờ chiều tại khu vực này khá đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nếu không may có ca mắc COVID-19 thì việc truy vết dập dịch sẽ rất khó khăn. Trước đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận huyện tăng cường kiểm tra, đóng cửa các chợ cóc, chợ tự phát để đảm bảo công tác phòng chống dịch.